Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và hôm nay thì Hùng có một số mẫu giày cầu lông Li-Ning chính hãng đang khuyến mãi giá rất tốt muốn giới thiệu đến mọi người. Và nếu mọi người mà đang có nhu cầu mua giày cầu lông chính hãng, chất lượng, có bảo hành và những sản phẩm với giá tốt nhất thì hãy xem cái video này. Đây là một cơ hội cũng tương đối là hiếm có. Lâu lắm rồi thì Hùng mới kiếm được những mẫu giày khá ngon. Đầu tiên xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày chuyên để cầy sân bê tông. Phải nói là rất lâu rồi Hùng không kiếm được một mẫu chuyên về sân bê tông và với mức giá rất là phải chăng, cũng như là trông rất là đẹp và chất lượng. Đấy, thì đây là mẫu giày như thế. Xin giới thiệu mọi người mẫu giày Li-Ning AITR019. Đây ạ, Li-Ning AITR019. Đôi giày này với màu sắc rất là nhã nhặn là màu đen. Đây là màu sắc Hùng lựa chọn bởi vì đây là một màu nó rất là phù hợp với đa phần mọi người. Đấy, màu trầm. Mọi người ai cũng có thể đi được. Nhưng màu sáng quá thì nhiều người lại không thích. Đấy, đây là một màu trung tính, một màu trầm rất là phù hợp. Đấy, thì mọi người có thể nhìn thấy là đôi giày được thiết kế may các họa tiết các thứ trông cũng khá là sang. Đấy, trông khá là đẹp. Biểu tượng Li-Ning màu trắng được ép nhiệt lên trên. Tiếp theo là chúng ta cùng xem cái dòng đế đây, đế cao su. Đế cao su rất là dày dặn với các hình tròn ở đây. Và các rãnh giúp mặt đế rất là bám. Biểu tượng Li-Ning khác ở đế này. Đó. Đây, đế này thì rất là dày, mọi người có thể nhìn thấy đế cao su rất là dày, có khả năng chống mài mòn rất tốt, rất phù hợp với các nền sân bê tông và các nền sân có độ bào mòn cao. Đó. Đôi giày này cũng tuy là giày tầm trung nhưng cũng có công nghệ chống lật, đây là gờ chống lật, đế có thể mọi người thấy nó làm hơi bẻ ra đây, đấy, gờ chống lật đấy ạ. Đấy, đôi giày có màu đen, cái đây rồi. Đấy, đôi giày có màu đen. Về phần chất liệu da ở phía trên thì chúng ta có thể nhìn thấy nó có hai chất liệu. Thứ nhất là phần giày này và phần mũi. Phần mũi này thì làm bằng chất liệu da trơn. Da trơn thì giúp chúng ta có thể dễ dàng lau chùi được. Và phần da trơn này thì nó là phần gia cố thêm cho phần da này. Có nghĩa là bên trong nó cũng có một lớp da này và cái này là để gia cố thêm, để tăng độ chắc chắn ở phần má và phần cạnh đôi giày, để tăng độ bền cho đôi giày. Đó. Có nhiều trường hợp những nhiều người họ đi họ phanh nhiều mà nó bục cả giày ra, thì cái này giúp gia cố này, rất là chắc chắn. Đây cũng thế, nó gia cố ở phần cạnh. Đây là miếng da nó may thêm nhé. Bên trong nó đã có một lớp da rồi. Đây còn lớp da phía trong thì nó kiểu nó màu nó kiểu da lì hơn. Đấy, nó không phải là da bóng. Da cũng rất là mịn. Chất liệu da cũng tương đối là xịn. Hùng đã lựa chọn tất cả các mẫu giày của Li-Ning trong cái tầm giá này. Và Hùng thấy rằng là đôi này có chất liệu khá là ok. Một số đôi khác thì trông cũng tương đối được. Nhưng mà sau khi đánh giá về chất liệu da thì Hùng thấy đôi giày này có chất liệu da có thể nói là tốt nhất trong cái tầm giá đấy. Nên là Hùng ưng nhất trong cái tầm giá đấy. Nên là Hùng đã quyết định là nhập đôi này. Có một số đôi khác cũng tầm giá này hoặc là nó thấp hơn một chút, nhưng mà cái chất liệu da của nó trông nó không được xịn lắm, trông mình không tự tin bán cho lắm nên là mình không nhập. Đấy, với đôi này chất liệu da rất là tốt, màu đen. Ở trên video thì Hùng thấy nó hơi bị lóa màu một chút mà Hùng chỉnh nãy giờ nó không được. Anh em xem tạm nhé, màu nó sẽ đen hơn vì cái này quay trên video nên nó sẽ hơi kiểu bị sáng sáng bóng bóng lên. Đây là màu đen. Đó. Đế cao su đây. Đôi này thì có giá gốc nó là 369 nhân dân tệ và đang bán ở trên thị trường Việt Nam với giá trung bình là khoảng 950.000. Ở bên shop Hùng thì đang khuyến mãi đôi giày này chỉ còn 790.000 và phí ship 40 nữa là 830.000. Ngoài ra thì bên Hùng còn tặng kèm khách hàng hai cuốn cán vợt và một móc khóa cầu lông lưu niệm. Nếu mọi người mà có móc khóa rồi hoặc là không thích móc khóa thì cũng có thể đổi cho mọi người thành
thêm một cuốn cán nữa, hoặc là đổi cho mọi người thêm một cái chặn mồ hôi cổ tay. Đấy. Thì nếu mà anh em nào đổi khi đặt hàng thì nhắn cho Hùng biết. Còn không thì sẽ mặc định là tặng hai cuốn cán chống trơn và một móc khóa cầu lông bằng kim loại. Đấy. Đôi giày màu sắc rất nhã nhặn đơn giản. Chất liệu da tốt, mặt đế cũng rất là bền. Có đầy đủ công nghệ chống lật. Đôi giày đi cũng tương đối là êm, nó không quá êm nhưng mà cũng khá là êm. Đây thì biểu tượng Li-Ning của nó. Và hàng chữ slogan là Anything is possible, có nghĩa là điều gì cũng có thể. Chỉ cần chúng ta cố gắng là điều gì cũng có thể. Một cái slogan rất hay, mình thấy rất khó chịu cái ánh sáng này nhá, nó toàn bị lóa lóa lóa. Ok mọi người, đây là mẫu giày đầu tiên nha. Rồi xin giới thiệu mọi người mẫu giày thứ hai, ngược lại hoàn toàn với mẫu giày thứ nhất. Thì mẫu giày thứ hai này có màu sắc rất là chói lóa. Và anh em nào thấy phong cách trẻ trung và thích màu sắc nổi bật thì đây là đôi giày dành cho mọi người. Đôi giày này có giá gốc là 499 nhân dân tệ. Thuộc mẫu giày có thể nói là tầm cũng tương tầm cao, trên tầm trung của Li-Ning. Đấy. Cái này giá gốc là 499 tệ và dĩ nhiên khi mà nó ghi ở đây, đôi trước thì là hàng chính hãng nhập khẩu chính ngạch, còn đôi này là hàng nội địa Trung Quốc xách tay. Nên là nó có chữ Trung Quốc như này và mức giá là 499 tệ ở đây. Đây chính là giá gốc của sản phẩm, nó tương đương với khoảng 1.750.000 tiền Việt. Đó, và đây là cũng là một mẫu mới và đặc biệt là ở Việt Nam không có mẫu này. Việt Nam không nhập mẫu này về, chỉ bên Trung Quốc mới có. Đó. Đây, mẫu giày có màu cam kết hợp màu xanh chuối, rất là đẹp và rất là nổi bật. Sao cái ánh sáng chán thế nhỉ? Đây ạ, một đôi giày có màu cam và màu xanh chuối rất nổi bật. Và đây là mẫu giày thuộc cái dòng đế mà Hùng rất là thích. Cái dòng đế của Li-Ning tầm giá này thì Hùng thích nhất là cái dòng đế này. Nó có đặc điểm là nó rất nhẹ này, êm này và chạy rất an toàn với chân, chống lật rất là tốt. Đó. Và nó cũng rất là thoáng chân. Nói chung dòng giày này và đặc biệt với đôi giày này thì nó lại càng nhẹ hơn so với nhiều đôi giày khác cũng cùng dòng với nó. Đôi này là rất là nhẹ. Mẫu giày này là Li-Ning AITQ029. Đó. Rồi chúng ta đi chi tiết mẫu giày này. Về mặt đế thì mọi người có thể nhìn thấy, mọi người nhìn thấy mặt đế nó màu trắng này. Thực ra đây là công nghệ phun sơn đồng màu của Li-Ning thôi. Có nghĩa là nó sẽ phun màu cho mặt đế để nó gọi là nó tạo cái phong cách cho đôi giày thôi. Chứ thực ra đây cũng là mặt đế cao su chống mài mòn. Thì chúng ta đánh sân bê tông cũng được, cũng hoàn toàn ok, nhưng dĩ nhiên về độ cầy sân bê tông thì sẽ không bằng đôi trước được. Nhưng đôi này chơi ô sân bê tông cũng hoàn toàn ok. Đó. Mặt đế thì được thiết kế rất là bám nền, mọi người yên tâm. Đôi giày thì sử dụng công nghệ giảm chấn, nó là Li-Ning Cloud. Với độ đàn hồi rất là cao và giảm chấn rất là tốt, cũng như là giúp cho đôi giày có khối lượng tương đối là nhẹ. Về phần chất liệu da phía trên thì nó sử dụng đó là lưới dệt mọi người ạ. Nhưng trong lớp lưới dệt này nó đã có một lớp lót ở bên trong. Mọi người có thể nhìn thấy trắng trắng ở bên trong. Nó là một lớp lót vải khá là dày dặn ở phía trong rồi. Đấy. Và đây, rất là thoáng và rất là mềm mại. Thì đi vào chân chúng ta sẽ cảm giác nó rất là dễ chịu và rất là thông thoáng. Tiếp theo là về miếng da ép lên trên để gia cố phần trên, độ chắc chắn phần trên cho đôi giày. Thì nó đây không phải là một lớp da mà đây là một lớp cao su non. Đấy, và nó có các đường gân như này để giúp chúng ta bảo vệ và hạn chế tổn thương cho đôi giày. Khi mà chúng ta dê và chạm má xuống nền thì nó cũng đỡ đi phần nào. Đó. Và nó thêm một lớp như này thì dĩ nhiên đúng không, giúp cho đôi giày nó chắc chắn ở phần má hơn rất là nhiều. Chất liệu cao su non nha mọi người. Đấy. Và tiếp theo thì bên này nó có các cái cũng đây là cũng là cao su non, giống như kiểu nó là da cao su ấy.
Đấy thì các cái đường này thì nó làm một là trang trí thêm cho đôi giày nhìn nó đẹp hơn. Cái thứ hai là nó cũng gia cố và tăng phần chắc chắn cho phần má này. Đó. Phần da được ép lên. Đấy, nó cũng sẽ tăng phần chắc chắn cho phần má đôi giày này. Đó. Đấy, họa tiết rất là đẹp đôi này Hùng, thực sự cái phong cách của nó rất là trẻ trung và rất là năng động, rất là đẹp luôn. Hùng rất là thích cái đôi này, nhưng mà rất tiếc là giày Hùng nó chưa đến thời điểm phải thay. Đấy, màu cam và chuối kết hợp rất là đẹp. Hùng nhớ đến cái hai màu này kết hợp, Hùng nhớ đến cái đôi giày mà Lee Chong Wei ngày xưa rất là hay đi của Yonex, nó cũng có màu sắc cam và chuối như này, đôi giày rất là đẹp. Đấy, và đôi này Hùng cũng thấy nó rất là đẹp. Mọi người thấy không? Đây là biểu tượng Li-Ning. Li-Ning. Ở phần gót này thì nó cũng có một miếng da. Biểu tượng Li-Ning. Đây là, cũng là da ép lên. Trông rất là độc đáo. Phần đệm gót của đôi giày cũng khá là dày dặn nên bảo vệ gót chân của chúng ta tốt. Phần lót giày cũng tương đối là dày nha mọi người. Đấy. Thôi nói thì cũng phải rút ra trong để xem cái lót đây. Lót giày Li-Ning có một cái đệm xốp, đệm ở đây khá là êm và các đường vân các thứ rất là bám chân. Đây là hàng nội địa Trung Quốc, đây viết tắt của LNBMT tức là Li-Ning Badminton. Đây là giày chuyên về cầu lông nha mọi người. Nó cái lót này thì tí nữa Hùng sẽ lót vào, Hùng sẽ lấy vào sau. Đây một đôi giày rất là đẹp. Đặc điểm của đôi giày này, đặc điểm nổi bật của đôi giày này đó là nó rất là nhẹ, đi vào chân cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu và chạy cũng rất là êm chân. Đấy. Có thể là thời gian đầu mọi người chưa thấy nó êm lắm, nhưng mà càng chạy với dòng đế này, chúng ta càng chạy nhiều thì khoảng 1-2 tuần sau thì giày sẽ êm ra rất là nhiều. Đấy. Dòng đế này cũng rất là thích bởi vì nó nhẹ này, nó rất là an toàn chống lật cho chân. À, đặc biệt với đôi giày này nó được thiết kế với trọng lượng rất là nhẹ và thoáng khí. Đó. Với đôi giày này thì giá gốc là 499 tệ, tương đương với khoảng 1 triệu 750.000 tiền Việt. Thì bên Hùng đang khuyến mãi chỉ còn 890.000. Mẫu này thì không có tại Việt Nam. Phải nói là rất hiếm thì Hùng mới săn được mẫu này với giá tốt như vậy. Chỉ 890.000, ship 40 nữa là 930. Cũng tặng hai cuốn cán và một móc khóa cầu lông lưu niệm. Với mẫu giày này thì chỉ có size từ 40 đến 43, gồm có 40, 41, 41.5, 42 và 43. Số lượng mỗi mỗi size thì nó chỉ có vài đôi thôi. Anh em nào thích thì phải liên hệ Hùng ngay nha, không có hết hàng. Đó. Đôi này Hùng đã chú ý nó rất là lâu rồi và đến lần này có khuyến mãi thì Hùng mới may mắn là Hùng nhập được đấy. Đấy thì anh em tranh thủ cơ hội nhá. Giày bên Hùng thì đều bảo hành chính hãng 1 tháng hết. Cam kết là hàng chính hãng và bảo hành 1 tháng cho anh em. Nên anh em cứ yên tâm mua hàng thôi. Và khách mua hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tiếp theo đến một mẫu giày cũng rất là ngon, thậm chí là còn cao cấp hơn mẫu vừa rồi. Xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày cầu lông màu vàng. Đấy. Cứ thấy màu vàng như này thì Hùng ấy nhớ đến đôi Lining Hero của Lindan đánh Olympic 2012. Đôi này đi lên trận rất là đẹp luôn mọi người. Hôm trước Hùng cũng thấy một anh ấy đi ra sân cũng đi đôi này của Hùng. Đấy, cũng đi đôi này và đi lên chân ra sân rất là đẹp. Đôi giày Li-Ning AI TR007. Đấy. Mẫu giày này giá gốc nó là 599 nhân dân tệ, nó còn cao hơn cả đôi trước. Đấy, 599 nhân dân tệ. Tương đương với khoảng đâu đó khoảng 2 triệu 050 nghìn tiền Việt đó. Đó. Về mặt đế đôi giày này, chúng ta đi về mặt đế đôi giày này là mặt đế cũng cao su nhưng mà nó không kiểu phun sơn. Cũng là đế cao su rất là dày dặn. Đấy thì đôi giày này chơi cả nền sân bê tông hay sân thảm đều rất là ok. Và công nghệ hai miếng nhựa rất là chắc chắn. Đây là công nghệ ổn định mặt đế Pro Ba Lóc giúp giữ độ ổn định khi chúng ta tiếp đất cũng như là hỗ trợ cho chúng ta bật trong quá trình bật cũng hỗ trợ lực rất là nhiều. Đó. Và khi chúng ta tiếp đất thì nó rất là ổn định vì nó không bị xoắn giày.
Đấy, ví dụ như mọi người mà đánh giày chạy thì tại sao đế nó mềm và nó không có những cái công nghệ như này, nên là nó sẽ rất dễ bị lật cổ chân. Những đôi giày nào mà đế nó dẻo các thứ và bị xoắn theo các chiều thì rất dễ bị lật cổ chân. Đôi giày này thì có ProBalok, hai miếng nhựa cứng rất là chắc chắn đó. Mặt đế thì cũng thiết kế rất là bám và rất là dày dặn, cầy sân bê tông hay sân thảm đều rất là ok. Về phần phía trên thì đôi giày này sử dụng chất liệu lưới kết hợp với da. Đấy, mọi người có thể thấy lớp lưới bên trong nó cũng có lót nha mọi người, nó còn thêm một lớp nữa thì cũng đi vào chân cũng rất là dễ chịu và thoáng chân. Thế này thì nó dùng chất liệu là da, hoàn toàn là da bóng và miếng da rất là dày. Với chất liệu này thì chúng ta khi mà vệ sinh giày, chúng ta chỉ cần dùng khăn ẩm lau thì cũng rất là sạch sẽ cho đôi giày. Đây nó thêm may thêm các đường vân màu đen và có hình kiểu nó óng ánh kiểu bảy sắc cầu vồng ấy, thì nó cũng rất là nổi bật cho đôi giày và cũng nó cũng tạo thành các cái đường như này để trang trí cho đôi giày trông rất là đẹp. Đấy. Về chất liệu giảm chấn của đôi giày này, đôi giày sử dụng công nghệ giảm chấn Lifeform. Lifeform này thậm chí nó là công nghệ giảm chấn nó còn cao cấp hơn cả công nghệ cao cấp hơn cả công nghệ gì nhỉ? Cao cấp hơn cả công nghệ của đôi giày trước mà tự nhiên tại sao lại Hùng lại quên tên được nó nhỉ? Đấy. Lifeform với công nghệ này thì nó có độ giảm chấn và đàn hồi rất là tốt, và đặc biệt là công nghệ này nó rất là nhẹ. Công nghệ Lifeform này là công nghệ chất liệu có thể nói gần như công nghệ nhẹ nhất của Li-Ning. Lifeform và được sử dụng cho các giày tầm cao và cao cấp. Và lớp Lifeform của đôi giày này thì nó cũng rất là dày, mọi người có thể nhìn thấy. Đôi giày này cũng thiết kế gờ chống lật đấy ạ. Và mặt đế cũng hơi bè, đó, cũng tương đối là bè. Với đôi giày này thì anh em nào chân hơi bè Hùng nghĩ là cũng hoàn toàn có thể đi được. Đấy, đôi giày này form của nó không quá ôm chân. Nếu anh em nào chân bé đi đôi này thì có lẽ là nó sẽ không được ôm. Không được ôm cho lắm. Còn nếu anh em nào chân bè thì hoàn toàn có thể đi đôi giày này. Đấy. Thiết kế đôi giày này nó đánh giá nó kiểu trông khá là xịn. Khá là xịn và cao cấp, và Hùng cũng khá là thích cái màu vàng này. Đấy. Sỏ dây các thứ trông rất là chuyên, đệm gót cũng rất là dày dặn và lót thì cũng giống như đôi trước thôi, lót dày tương tự đôi trước đó. Còn gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Này cũng là Li-Ning BMT, viết tắt của Li-Ning Badminton. Miếng da ở đằng sau, miếng đệm gót rất là cứng và chắc chắn đó. Đúng rồi, công nghệ Lifeform này đấy thì nó hơn, thậm chí nó còn cao cấp hơn cả công nghệ Li-Ning Cloud. Ở nhiều đôi giày Hùng đã giới thiệu, trong đó có cái đôi giày cam lúc trước đấy. Thì đôi này nó đắt hơn mà. Giá gốc là 599 tệ. Đôi giày này được bán ở Việt Nam với giá trung bình, giá thị trường là nó rơi vào khoảng 1.350.000 tiền Việt. Hiện tại bên Hùng đang có khuyến mãi chỉ còn 990.000 thôi, và thậm chí là còn đang áp dụng miễn ship cho mẫu giày này nữa. Quà tặng thì cũng gồm hai cuốn cán chống trơn và một móc khóa cầu lông lưu niệm, nhưng mà đôi giày này thì gần như là hết hàng rồi. Hiện tại chỉ còn hai đôi size 39.5, tức là nó sẽ tương đương với size 39 của hãng khác và cũng là size bé nhất cho lam của Li-Ning. Hai đôi size 40, size 41 thì bên Hùng lại mới bán hết rồi. Và size 41 thì bên Hùng có đôi, còn đôi này màu trắng, Hùng quên mang vào đây. Thì anh em nào đi 41 mà không đôi vàng này thì không còn size, nhưng mà còn đôi này màu trắng thì Hùng cũng kiếm được hai đôi size 41. Size 42 thì cũng chỉ còn có hai đôi. Đấy thì đôi này thì còn rất là ít hàng, anh em nào thích thì nhắn tin liên hệ Hùng ngay nhá. Đấy. Giày tương đối là đẹp, rất là dày dặn và chắc chắn. Ok, và còn một đôi giày cuối cùng Hùng muốn giới thiệu đến mọi người là mẫu giày bán chạy dã man của bên Hùng. Và rất là nhiều người muốn mua nhưng mà không mua được bởi vì nó hết size rồi. Bán chạy phải tháng trước Hùng phải bán đôi này đến khoảng 5-60 đôi, chỉ trong vòng 3 ngày là bán hết. Đấy, thì giới thiệu đến mọi người mẫu giày Li-Ning AITR011. AITR011.
Mẫu giày này thì hôm trước bên Hùng khuyến mãi và không còn hàng để bán. Duy nhất là size 43 mình lại nhập, không hiểu sao mình nhập 43 cũng không nhiều hơn những size kia đâu, nhưng mà đến cuối cùng size 43 lại còn lại khá là nhiều, 4-5 đôi nữa cơ. Đấy, thì đôi này bên Hùng còn lại 4-5 đôi 43, duy nhất chỉ còn size 43 thôi. Mẫu giày này thì cũng rất là ngon và ai nhận hàng cũng ưng hết, và nhiều khách hàng thậm chí là mua xong rồi còn mua hết cho anh em cầu bộ. Đấy. Thì giới thiệu mọi người là ITR011. Đây cũng là đế, cũng là nó cũng là chất liệu cao su chống mài mòn đấy mọi người. Nó được sơn đồng màu vàng nên là mọi người trông, mọi người tưởng không phải cao su nhưng nó vẫn là chất liệu cao su chống mài mòn. Rất là tốt. Đây là miếng nhựa công nghệ chống xoắn ProBalok nha mọi người. Đôi giày này thì có giá gốc bằng đôi cam. Nó là rơi vào 499 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.750.000. Đó. Ở thị trường Việt Nam thì đang bán với mức giá trung bình là 1.250.000. Đấy, mức giá thị trường hiện tại bán tại Việt Nam là 1.250.000. Còn bên Hùng thì đang khuyến mãi chỉ còn 950.000 và thậm chí là được miễn ship nữa. Tuy nhiên chỉ còn size 43 thôi mọi người nhé. Đôi giày màu vàng trắng thì rất là đơn giản và nhã nhặn và nhiều người rất là thích cái giày này. Giày này thực sự là mẫu này là bán chạy nhất 2021 của bên Hùng. Đấy. Về đôi giày thì mặt đế mọi người có thể thấy rồi. Tiếp theo công nghệ giảm chấn của đôi giày này cũng một miếng giảm chấn rất là dày dặn. Đây là công nghệ giảm chấn Leaning Cloud. Đó cũng là một trong những công nghệ giảm chấn hàng đầu của Leaning, áp dụng cho các mẫu giày từ tầm cao trở lên, cao đến cao cấp. Đấy. Mẫu giày này đây, biểu tượng của công nghệ Leaning Cloud là đây. Đấy. Thì đi đôi giày này cũng khá là êm. Và dĩ nhiên là mọi với giày Leaning thì với những cái chất liệu của Leaning ấy, là mọi người phải đi một thời gian thì nó mới sẽ càng ngày càng êm ra. Chứ ban đầu nó không kiểu mềm quá. Đấy. Đế mà mềm quá, thực ra nếu mà công nghệ giảm chấn mà êm và mềm thì Leaning họ hoàn toàn có, họ hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì giày chạy của họ có, hoặc giày, đúng rồi, giày chạy đấy, hoặc giày thời trang các thứ của Leaning thì nó công nghệ giảm chấn của nó rất là êm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà êm quá thì cũng không tốt, bởi vì khi chúng ta tiếp đất thì cái độ ổn định của nó cũng sẽ bị giảm đi phần nào. Đấy. Lớp giảm chấn rất là dày dặn và đây, chị Leaning cũng rất là nổi bật. Leaning BMT, Leaning Badminton mọi người. Về phía trên thì nó có một cái biểu tượng được ép ra đây, cũng khá là nổi bật. Chất liệu phía trên là lưới dệt và dĩ nhiên bên trong cũng có một lớp vải lót rất là dày dặn nhá. Ngoài ra thì nó có chất liệu da ép lên. Đấy, và một miếng, có thể nói gần như một miếng nhựa. Đấy, thì nó giữ form cho đôi giày rất là tốt, cũng như là gia cố ở phần mũi, phần cạnh và phần da này cũng gia cố ở phần cạnh về độ chắc chắn cho đôi giày. Đây, cái này giúp bảo vệ giày khi chúng ta mài mà. Đấy, lớp đế cũng rất là dày dặn và nó cũng là đây đế cao su đồng màu, cũng chống mài mòn rất là tốt. Nên là đôi này đi sân thảm hay sân bê tông cũng đều rất là ok nha mọi người. Đấy. Chất liệu da này, ép nhiệt lên lưới. Đấy, lưới này không kiểu bị xù đâu nhá mọi người nhá. Nhìn lưới này rất là chắc chắn và dày dặn, cũng như là rất là mềm và thoáng. Đấy. Cái biểu tượng này Hùng cũng không, đây là biểu tượng, cái biểu tượng này Hùng cũng không biết là biểu tượng gì, Hùng chưa tìm hiểu. Đôi giày rất là ngon, màu trắng vàng. Đấy. Đôi giày này thì anh em cũng khá là ôm chân, anh em là chân bè quá thì không đi được, chân hơi bè thì hoàn toàn vẫn có thể đi rất là bình thường. Đấy. Đôi giày này thì chỉ có 950.000 và thậm chí là miễn ship, và đây cũng là mức giá tốt nhất cho đôi giày này đến thời điểm hiện tại, từ khi nó ra mắt. Đó. Nó thực ra là đều là tất cả mức giá, tất cả những đôi hôm nay Hùng giới thiệu mọi người cũng đều là mức giá tốt nhất cho những mẫu giày đó tại cho tính đến thời điểm hiện tại. Tức là từ khi nó ra mắt đến giờ cũng chưa bao giờ có giá tốt như vậy. Đôi này thì chỉ còn duy nhất size 43, anh em nào tranh thủ nhá. Đó, thì đó là tất cả những mẫu giày mà Hùng muốn giới thiệu đến mọi người trong cái video này. Và nếu là mọi người đang có nhu cầu sắm giày, muốn sắm cho mình một đôi giày chính hãng, chất lượng, có độ bền cao và giá cả phải chăng thì mọi người hãy liên hệ Hùng ngay. Bên Hùng không chắc rằng và cũng không cam kết rằng bên Hùng có mức giá rẻ nhất,
Bởi vì có nhiều người họ có thể là họ nhập về họ không bán được, họ có thể bán phá giá. Hoặc là đơn giản là họ về chế độ bảo hành hay các thứ họ không có sự đảm bảo. Những cái shop, nhiều shop nhỏ họ không có sự đảm bảo về cái sự bảo hành cho khách nên là thường họ sẽ bán rẻ hơn. Đấy. Thì bên Hùng đã có mức giá rất là rẻ rồi, không không biết là có phải rẻ nhất không hay là cũng có nhiều shop rẻ hơn một chút, nhưng mà về sự cam kết chất lượng cũng như bảo hành thì Hùng đảm bảo cho mọi người yên tâm mua hàng. Mua hàng thì được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán và cũng có quà tặng kèm theo đó, hai cuộn càn trồng trơn và một móc khóa cầu lông lưu niệm. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này đến thời điểm hiện tại và hẹn gặp lại mọi người tại những video tiếp theo. Xin chào ạ.